Ngọc, serum B5 về rồi nè, review thử xem sao. Ok chị, thử luôn nha. Dòng serum vitamin B5 của nhà Timeless xuất xứ từ Mỹ. Sản phẩm có kết cấu dạng lỏng, trong suốt và không mùi. Khi thoa lên da thấy mát, massage từ 2 đến 3 phút thấy thấm vào da rất nhanh. Sau 5 phút thấy bề mặt da ráo và không để lại lớp màng. Hiện tại em sẽ test trực tiếp trên 3 nền da: da hỗn hợp thiên dầu, da khô và da thường. Đầu tiên, đối với nền da hỗn hợp thiên dầu, khi thoa thấy thấm vào da chậm, sau 20 phút thấy da khô và có tiết dầu nhẹ. Đối với da khô và da thường, khi thoa thấy thấm vào da rất nhanh, nhưng sau 20 phút thì thấy da rất khô, giống như chưa dùng sản phẩm. Serum này phù hợp với mọi loại da. Tuy nhiên, em thấy sản phẩm này phù hợp nhất đối với da nhạy cảm và da đen treatment. Để khuyên cho da khô và da thường, khi sử dụng sản phẩm nên kết hợp thêm kem đêm hoặc mặt nạ để tăng độ cấp ẩm cho làn da. Bản thành phần siêu đơn giản gồm hai thành phần chính: HA 1% và vitamin B5 hỗ trợ gia tăng hiệu quả dưỡng ẩm, làm dịu và phục hồi vùng kích ứng. Tổng hợp lại, em này dưỡng ẩm rất nhẹ và siêu lành tính vì không hương liệu và không chứa dầu. Sản phẩm này chỉ phù hợp cho da nhạy cảm và da đen treatment. Theo quan điểm cá nhân của em, sản phẩm này với giá thành khá cao nhưng mang lại hiệu quả thấp, em sẽ chấm sản phẩm này 6/10. Nhớ follow kênh Như Trúc Beauty để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé cả nhà.